kính chào quý vị. Chúa thử thách tôi là bởi vì tôi được xếp sau hai người trẻ mà rất năng nổ và có ơn giảng. Bây giờ tới tôi là một người lão niên 81 tuổi thì quý vị tự do có thể ngủ. Nhưng mà tôi sẽ hứa chắc chắn là cái phần kết luận đó tôi sẽ đánh thức quý vị vậy. Quý vị sẽ thức dậy sau cái phần kết luận. Vì cái phần kết luận quý vị sẽ có một cái surprise. Đối với tôi thì những người làm việc với tôi ông là đầy sự kinh ngạc. Vậy thì bây giờ tôi cần có sự tiếp trợ từ bên trên để chúng ta cầu nguyện là Chúa, con biết là con không có tài ăn nói giống như Môi-se ăn nói lập cập. Giờ đây con cần sự sức dầu của Chúa trên ngôi điện của con. Xin ban ơn cho con và xin cho những người nghe được tin tức để đó là những lời ngài chúng con cảm ơn Chúa. Trước hết thì tôi có một hai câu chuyện. Hai câu chuyện đó thì nó nhỏ thôi nhưng mà cũng có minh họa, cũng có liên quan tới cái đắc thắng cùng danh Đấng Christ. Và cái đề bài của tôi là cũng đắc thắng cùng danh Đấng Christ. Thứ nhất, ở vùng Houston này có một cái nhà thờ rất là lớn gọi là Mega Church, mà một sư quản nhiệm là tên là Robert Morris. Ông có kể chuyện một lần ông đi đến giảng ở một cái xứ thuộc về Liên bang Xô ngày trước. Đi vô trong đó thì phải có visa, nếu không là bị bắt giam 6 tháng. Nhưng mà người ta xin cho ông, nhưng mà không có kịp. Khi đi vô trong đó thì không có kịp mà có cái giấy để mà vô. Thì khi đi qua cái trạm biên phòng, người công an hỏi cái người tài xế giấy chứng minh nhân dân, người ta phải đưa ra, cái người đi theo cũng đưa giấy ra. Và khi hỏi đến ông Morris thì cái người kia nói ổng từ Dallas đến. Và cái người công an biên phòng đó là một người ái mộ cái đội bóng của Dallas, tên là Dallas Cowboys. Thì cái người kia nói, cái người tài xế chỉ ông nói là ông này từ Dallas. Thì cái người công an nó rất là thích cái đội bóng Dallas Cowboys. Thì ông nói Dallas Cowboys. Thì mấy người kia nói yes Dallas Cowboys. Thì ông nói đưa tay lên đi qua. Để cho đi qua thôi chứ không có cần giấy tờ chứng minh nhân dân gì hết. Thì điều đó cho thấy là một cái minh họa nhỏ về sự đắc thắng trong dân Chúa. Đi làm việc hầu việc cứu Chúa cho, Chúa bảo vệ, Chúa che chở cho. Và cái câu chuyện kế là kinh nghiệm cá nhân của tôi, riêng của tôi. Mới ngày hôm qua, nghĩa là mới còn tươi còn nóng chứ không phải là lâu. Là khi cái chương trình chi tiết được công bố thì tôi nhìn trong cái đó tôi không có cái phần gì hết. Thì thôi tôi nói là thôi được, không có, thì tại vì có nhiều người quá, có 6 cái bài giảng luận thì bây giờ có nhiều người khác thôi, thì để người khác thì tôi cũng không có để ý. Tôi không có, tôi đăng ký trước chẳng lẽ là tôi phải phản đối một sự hùng thế thì bước suy sao để cho tôi. Nhưng mà tôi nói thôi sao cái đó việc nhỏ thôi, không sao, mình không cần phải có cái tiếng nói, không cần phải giảng, mặc dù là tôi đã soạn bài sẵn rồi. Dạ và tôi cũng nghĩ tới đấy, nên in ra trong trường hợp phòng khi cần. Nhưng mà tôi nói thôi thì mình không có cái gì hết, tôi nói thôi. Nhưng mà mai là tôi
xem nó ở trong cái một cái phần gọi là OneDrive. Drive ở trong tiếng Việt Nam gọi là gì vậy sư cô? Drive ở trong cái máy vi tính. Hả? OneDrive. Thì cái OneDrive nếu ai chưa biết thì sau này những cái bài gì của mình, cái tài liệu gì mình đó bỏ vô trong cái OneDrive đó thì nó gửi lên trên mây gọi là cloud. Thì tôi xem là trong cái đó tôi có mang cái máy laptop thì theo thì tôi cũng vui vui với cái khách sạn, cái gì in cho wifi của nó cũng hơi rắc rối nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng lấy ra được, cũng retrieve nó ra, mở ra để rồi tôi xem vào trong cái USB và đem xuống cái phòng tiếp tân của khách sạn nhờ một cái anh tiếp tân đó ảnh in ra được. Mà cái người này là một người da đen và con của một học sinh. Nhà tôi muốn làm chứng với anh, muốn hỏi đi là thầy không, nhưng mà té ra là con của một học sinh. Thì tôi nói, ớ, vậy tốt quá, mình là anh em trong trước. Đó thì là một cái đắc thắng trong dành trước. Nghĩa là một cái, tôi cũng phải giấc giả, cũng cả tiếng đồng hồ mới lây quay tối, mới ra được đây. Dạ, thì đó là hai cái câu chuyện. Thì bây giờ chúng ta đọc một cái câu kinh thánh để làm nền tảng cho cái đề tài ngày hôm nay. Đó là Giăng, nếu mà cái gì có muốn là kinh thánh thì Giăng đoạn 16. Và Giăng đoạn 16 và câu cuối cùng, câu 33. Ta bảo cho các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa Giê-xu bắt đầu cái sứ vụ bằng cách chọn 12 sứ đồ. Ngài huấn luyện họ và sau gần 3 năm thì Ngài biết là sắp chia tay. Ngài nói cho biết, cho biết trước, các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Một sư người Glitrio là thuộc Hội Thánh Baptist ở Atlanta, ông nói là cái hoạn nạn này là cái hoạn nạn lớn chứ không phải là hoạn nạn thường thường như là mời cho đồn công an để mà làm việc. Cái đó là hoạn nạn nhỏ thôi, chứ không phải hoạn nạn lớn. Nhưng mà hoạn nạn này mà hoạn nạn Chúa nói đó là một hoạn nạn lớn. Và như thế dụ như trong tháng 4 trong năm nay, là quý vị nếu mà xem truyền hình đó, thì thấy tin ở Colombo, một cái đảo Sri Lanka, cái gì xảy ra? Khủng bố tấn công 3 nhà thờ và giết chết khoảng 350 người, 500 người bị thương. Đó là cái hoạn trong thế giới. Và từ 2000 năm qua, con cái Chúa lúc nào cũng bị hoạn nạn, chứ không có khỏi hoạn nạn. Các người sẽ gặp hoạn nạn. Nhưng mà Chúa còn dừng lại là đó, ông nói hoàn nạn, nhưng mà tôi thấy ta đã đáng thế gian. Thì trong khi mà Chúa công bố ta đã đáng thế gian thì Ngài đã chứng minh rằng Ngài đã thắng thế gian. Ngài thắng thế gian như thế nào? Thứ nhất, quá nước thành đồ, y trên mặt nước, bảo yên bảo
truyền cho bảo phải yên thì bảo phải yên, đuổi quỷ rồi giảng dạy rồi làm câm miệng những người chống đối Ngài. Ngài đã chứng minh là Ngài đã thắng thế giới. Và có hai cái trận chiến ấn tượng và có tính cách quyết định ở trong cái chức vụ của Chúa. Hai cái trận chiến đó, một trận ở đầu, một trận ở cuối cái mục vụ của Chúa. Một trận ở đầu là sau khi Chúa được chịu phép báp têm thì Thánh Linh đưa Chúa vào trong đồng vắng để mà tranh chiến với Satan. Và Ngài đã chiến thắng Satan. Và cái lời cuối cùng Chúa phán với Satan là: hỡi Satan, hãy gì, hãy làm gì? Lùi ra. Và Chúa chiến thắng Satan. Đó là cái trận đầu tiên và có tính cách quyết định. Khoảng 4.000 năm trước đó, cặp vợ chồng đầu tiên Adam và Eva đã thua Satan và làm cho chúng ta rắc rối. Bây giờ chúng ta phải gặp quả nạn khó khăn là tại vì cặp vợ chồng đầu tiên đã thua cuộc kế của Satan, nghe lời Satan. Thì Chúa Giêsu 4.000 năm sau chiến thắng Satan. Đó là cái trận. Nếu mà Ngài không chiến thắng Satan thì ngày nay chúng ta vẫn còn phải tu hành, phải theo luật pháp mà được cứu thì không còn được. Nhờ ông sống bởi cái tinh thần để cứu những người nào. Và cái trận chiến thứ hai nữa là sự đắc thắng, chiến thắng cái chết, chiến thắng sự chết. Trong sách Luca có kể chuyện, xin lỗi không phải Luca, tên là còn 11, có kể chuyện Lazarus là một người bạn thân của Chúa. Và khi ông bệnh, em của Lazarus báo tin cho Chúa biết anh của con bị bệnh, nhưng mà Chúa không có quan tâm, Chúa còn nán lại ở tại cái nơi mà Chúa ra giảng mà lại đợi thêm 2 ngày nữa rồi mới trở về Bethany để mà thăm Lazarus. Khi Chúa trở về đó thì Lazarus đã chết 4 ngày và đem chôn cùng mộ. Chúa đến thăm cái mộ và kêu là hãy mở cái cửa ra, trăng cái hòn đá ra để mà cho Chúa. Thì em cái Chúa cả nói là: thưa Chúa, anh con đã chết 4 ngày rồi, có mùi rồi, Chúa đừng bỏ mở ra là gì. Nhưng mà Chúa cầu nguyện, Chúa cầu nguyện: thưa cha, con cảm ơn cha vì nhận lời con. Con biết cha luôn luôn nghe lời cầu xin, nhưng không phải nói ra gì đám đông cần đến đây, để họ tính rằng chính cha đã sai con đến đây. Xong rồi thì Ngài gọi Lazarus: Lazarus, hãy ra đây. Và người chết từ trong mộ đi ra. Còn bây giờ tôi quên gì, tôi trở lại một chút trong cái phần mà Chúa chiến thắng Satan. Cái lời cuối cùng của Chúa phán với Satan là: hãy Satan, hãy lùi ra. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta có thể nhân danh Chúa, nhờ cái ơn quyền quyền của Chúa và bằng truyền cho tà linh với linh phải lùi ra. Nhiều khi chúng ta trong cái chiến trận thuộc linh, chúng ta không có biết đó là chiến trận thuộc linh.
Nhưng mà khi mình viết đó là tại quê linh nó quế khác, nó tranh chiến với chúng ta, nó ngăn cản chúng ta, thì mình cũng có thể theo thầy của mình để tìm cho tại quê linh. Hãy lấy tay người ra khỏi kể hỏi thế này, hãy lấy tay người ra khỏi gia đình, hãy lấy tay người ra khỏi ta, đừng có ngăn cản cái công việc của Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa nói, Chúa phán với những người em của Lazarus, chính ta là sự sống và sự sống lại. Người nào tin ta thì bất chết cũng sẽ sống, còn ai sống mà tin ta chẳng bao giờ chết. Người tin thì đấy. Thì hai cái thánh chiến đó đặt ở đầu, thánh chiến với Satan và cái việc mà làm cho Lazarus sống lại là để nói trước về báo trước về sự sống lại của trong Corinto lần thì Phao-lô có nói là nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại thì sứ điệp của tâm mà tôi truyền giảng thành gửi và đức tin và anh chị em cũng vừa, nếu Chúa cũng thế không sống lại thì đức tin anh chị em là vừa, anh chị em vẫn còn trong tội lỗi mình, và như thế những tín hữu đã qua đời trong Chúa cũng thế đều bị hư mất. Nếu hy vọng của chúng ta trong Chúa cũng thế chỉ về đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hại hết trong tất cả mọi người. Thì hai cái chiến thắng của Chúa, một chiến là ở đầu chức vụ và một chiến thắng ở sau chức vụ của Chúa sống lại, đó là con đức chắn quyết định, và đó là một cái sự khích lệ chúng ta cho chúng ta biết chúng ta cũng có thể chiến thắng. Và cái kết luận là Chúa chúng ta tôn thờ sống lại. Bây giờ chúng ta đi qua những cái một số dài những anh hùng đức tin, những người chiến thắng trong Đức Chúa Trời. Người thứ nhất thì có rất nhiều, nhưng mà tôi kể thì bốn người thôi, bốn nhân vật. Nhân vật thứ nhất là ông Giô-suê. Giô-suê thì là một trợ tá của Mô-sê. Ông theo hầu được Chúa Đức Mô-sê khi dân Do Thái đi ra khỏi Ai Cập, là trợ tá cho Mô-sê để được Mô-sê cứu được cho. Sách Ê-xúc-tô ký kể chuyện dân Chúa sẽ ra khỏi Ai Cập, đánh rơi phía đêm thì bị dân Amalek tấn công. Mô-sê bảo Giô-suê tưởng chọn người ra giao chiến, Giô-suê dùng gươm đánh bại đạo quân Amalek. Sau khi Mô-sê qua đời thì Chúa cử ông Giô-suê thay thế ông Mô-sê để đem dân của Chúa ra trong người đất hương và chiếm đất hương, và chiến công của ông là chiến thắng 31 vua trong Giô-suê 12, và nói là chiến thắng và chiếm được cái đất nước. Đó là một người chiến thắng. Người thứ hai đáng cho chúng ta ghi nhận là vua Ê-xê-chia. Cả sách các vua thứ hai của người ta có biết là năm thứ 14 triều vua Ê-xê-chia, vua Sanh-xê-rít của Assyri đến tấn công các thành kiên cố của Judah và Kim Lệnh.
thì Assyria rất là mạnh, Ezekiel có thể nào thắng được. Và Ezekiel gửi một cái thư tối thư cho kẻ xin lỗi, như Assyria gửi tối thư cho Ezekiel. Và sự ký cách vua thứ hai đoạn 19, đó là khi Ezekiel nhận được thơ từ tay các sứ giả thì đọc, rồi vua lên đền thờ mở bức thơ ấy ra trước mặt vua. Ezekiel cầu thì thay vì đầu hàng, nó tôi đầu hàng xin dâng cái thành cho vua, thì ông có cái chọn lựa trên cái công việc, trên cái vấn đề của mình, khó khăn của mình lên cho vua. Bây giờ Ê-sai con trai A-mốt gửi lời đến nói cho vua Ê-sê-chi rằng: Chúa là Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc Sanherib của A-sê-ri. Đây là lời của Chúa đã phán về hắn. Vậy nên Chúa phán về vua A-sê-ri như vậy: nó sẽ không vào được thành, nó sẽ không bắn một mũi tên. Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của Chúa ra đi và giết hết 185.000 người trong cả quân Assyria. Đến sáng người ta thức dậy thì chỉ thấy toàn là xác chết. Thì là đó là một cái người chiến thắng và không có đánh trận. Nhiều khi chúng ta cũng không cần phải đánh trận, Chúa đánh trận. Và khi vua Assyria đang quỳ lại trước thần của mình trong đền thờ của Nisroch, thì hai con trai của vua là Adramelech và Sarese dùng quân trăm vua chết rồi bỏ trốn sang Arabat. Đó thì vua sẽ chỉ làm gì? Không phải đánh cả, không thích chiến đấu gì hết. Dâng trình thần Chúa, cầu xin Chúa giúp. Rồi sách Sử Ký thứ hai cũng kể một cái chiến thắng của Jehoshaphat. Sách hai Sử Ký kể sau đó người Moab Ammon cùng với người Moab gây chiến cùng vua Jehoshaphat. Người ta đánh báo cho vua Jehoshaphat rằng có đại quân lớn từ Edom từ bên kia kéo đến. Chúng ta ở tại Hát-sát-son Tha-ma, tức là NBD. Vua Jehoshaphat tập hợp là thêm những vua. Tại vì người chúng ta từ khắp các thành đến tìm những vua. Jehoshaphat đứng giữa hội chúng Juda trước sân mới của đền thờ của vua cầu nguyện. Trước một kẻ thù lớn mà không thể cầu nguyện. Thì đó là một dài nhân vật chiến thắng. Bây giờ ở trong thời Tân Ước thì tôi chỉ đơn cử ra một cái vị thôi, đó là Sierra là một người nhân vật rất ấn tượng. Trong đêm mà Chúa bị đào thì Sierra quá biết hồi nãy thì bị thầy thách con nhắc tới nè. Thì Sierra quả quyết dù tất cả sẽ giết ngã gì thầy, con sẽ không bao giờ ngăn. Nhưng trong đêm đó thì Sierra làm gì? Chưa bao giờ. Không. Nói chắc là ai giết ngã gì thầy, con nhất định sẽ chết sống như thầy. Nhưng mà trong đêm đó thì chúng nói Sierra trước khi gà gái thì người chỗ nào bà này thì đúng như vậy. Nhưng mà điều gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần khi mà được đầy nhiễm Đức Thánh Linh thì xe ra làm gì? Một sư phụ cho dấu hiệu 5 phút
5 phút cảnh báo cho biết là còn 5 phút không. Bây giờ thứ 15 thì chắc là tới 10 phút nữa. Dạ, chỉ có sinh viên mới là dám ra hiệu vậy thôi. À, dạ, dạ. Không, không được. Được giờ, tôi, chúng tôi vợ chồng tôi đi có một vụ ở trong trại giam. Và ở trong đó thì có nhiều chỗ có đồng hồ. Tôi cũng không có đeo đồng hồ nữa. Hôm nay thì tôi có cái đồng hồ này con gái cho. Thì chúng tôi nói là cho thông báo khi nào 5 phút thì nữa. Mọi cửa là nó giúp là 5 phút để mình cầu nguyện kết thúc. Rồi, nhưng mà cái sự khác biệt của trước khi chưa Chúa và sau ngày lễ một nửa tuần nghĩa là 50 ngày sau, ông khác hẳn. Khi được đầy lễ thánh linh thì ông đứng lên giảng về Chúa cũng thấy sắp lại. Và kết quả là có mấy trăm người tin Chúa. Dạ, 3.000 người. Tôi cũng còn nhớ 3.000 người tin Chúa. Rồi sau đó ông với dân lên cái đền thờ gặp cái người ăn xin. Rồi ông nói với người này: bạc vàng thì tôi có nhiều lắm, không có, nhưng mà có cái gì tôi có tôi sẽ hoàn thành. Nhìn nhìn Chúa Giê-xu đúng rồi. Và cái người đó thì nhân dịp đó Sierra lại giảng là chưa giảng về Chúa Giê-xu sống lại, thì có bao nhiêu hai mấy mấy trăm người tin Chúa? 5.000. 2.000 người, tất cả là 5.000. Dạ, đó thì mình thấy có cái sự khác biệt của Sierra trước khi cho Chúa và Sierra sau khi cho Chúa có cái sự khác biệt. Đó thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ là cái sự khác biệt đó đến từ đâu, tại sao mình có sự khác biệt đó. Và bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta trong thời gian qua từ trước tới bây giờ chúng ta như thế nào và làm thế nào để đắc thắng giống như ông chờ. Rồi bây giờ thì như thế này, đó là cái chuyện xưa, chuyện trong Kinh Thánh. Những cái chuyện này nó có liên hệ gì tới mình không? Nó có liên quan gì tới mình không? Nó có hợp với cái thời bây giờ không? Hay là chuyện đó là những chuyện huyền thoại, không phải là có thật xảy ra? Bây giờ cái việc mà thực tế là chúng ta làm thế nào để đắc thắng, đó là cái điều quan trọng. Mình học trong Kinh Thánh, mình biết lời Chúa trong Kinh Thánh, nhưng bây giờ những cái điều mình học đó nó áp dụng, mình áp dụng như thế nào, mình dùng thế nào để cho chúng ta đắc thắng. Có lẽ một số bây giờ quý vị ở đây có nhiều sư từ nhiều hội thánh, và bây giờ từ 1 tới 10 xin quý vị cho điểm hội thánh của tôi. 1 là kém kết quả nhất, kém thành công nhất, và 10 là thành công nhất, phát triển mạnh mẽ, truyền giáo vững chắc. Rồi quý vị suy nghĩ về cái điểm hội thánh. Hội thánh nào là dạng một xây kêu một xây hội cho điểm hết một á? Dạ, thì đó, bây giờ cái mục đích của cái bài này là làm thế nào để chúng ta từ 1 lên tới 5, từ 5 lên tới 8, từ 4 lên tới 7. Đó là cái điều quan trọng. Bây giờ công vụ đoạn thứ 4 nói về cái hội thánh đầu tiên thì như thế này: tất cả các tín hữu đều họp với nhau lấy mọi luật sự làm của chung,
bán tài sản của cả phương pháp cho mọi ứng hữu tùy theo nhu cầu của mọi người. Hàng ngày họ cứ đồng tâm chương thành đến đền thờ, họp nhau kẻ đất từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng, ca ngợi Đức Chúa Trời được lòng tất cả mọi người. Thì cái hội thánh tắc thắng là không bỏ sự nhớ này, được thông tâm, rồi làm gì nữa, thờ phượng, rồi làm gì nữa, được lòng tất cả mọi người. Đó là cái bí quyết. Rồi quý vị ghi trong cái trí mình mấy cái điểm đó được, để về mình áp dụng, mình xài cho hội thánh mình. Sa-ti-ri, tiên tri Sa-ti-ri trong đoạn 4 thì Sa-ti-ri thấy một chân đèn còn bằng vàng, trên đỉnh có một cái pha dầu, trên chân đèn có 7 đèn, mỗi đèn có 7 ống dẫn, có 2 cái ô liu bên phải bên trái pha dầu. Chân đèn là biểu tượng của đền thờ, thì ngày nay mình có thể nói đó là biểu tượng của hội thánh. 2 ô liu là 2 vị được sức dầu để phục vụ Chúa cả thế gian. 2 người này là Zerubbabel, người lãnh đạo của dân Do Thái hồi hương trong đợt đầu, và thầy thượng tế Joshua. Thiên sứ giải thích cho Sa-ti-ri, đây là lời Chúa truyền cho Zerubbabel, chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần đạo Chúa và quân phạt. Thì bây giờ cái để hội thánh thành công là gì? Cho cá nhân thành công là gì? Cho một sư thành công đắc thắng là gì? Thần của Chúa. Chúng ta phải nương cậy nơi Đức Thánh Linh, nhờ ơn của Đức Thánh Linh. Người Công giáo gọi là Hồng Ân Thiên Chúa. Ơn quyền năng của Đức Thánh Linh thì mình mới có thể đắc thắng. Và ai cho điểm mà mình là 5, ai cho điểm nói là tôi chỉ mới được 5, mình có thể lên được. Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, ban sức cho chúng ta. Tối nay thì có một số vị muốn dân mình hầu với Chúa trong cái trực vụ mục sư, trường đạo, giáo sĩ. Điều đó rất tốt, vì Phaolô giúp cho Timôthê, nếu ai muốn làm giáo một người đó ước cao một việc tốt đẹp. Nhưng có điều này, tôi xin nhắc nhở với quý thầy cô một điều. Chúng ta cần phải cầu xin Chúa. Xin Chúa cho biết là phải có ý Chúa không? Chúa có kêu gọi. Mình muốn hầu việc Chúa tốt, nhưng mà có phải Chúa muốn mình làm một sư hay không? Một sư nhật cho biết về là một sư dễ hay khó một sư? Dễ dàng hả? Dễ lắm, như ăn cơm vậy thôi. Dạ, thì đó đầy thách thức. Mục sư Hoàng cho biết mục sư làm được mấy năm rồi có dễ dàng hành thông không mục sư? Dễ quá hả? Cồn bỏ cồn, cồn làm nhiệm chức 2 năm, giặt bỏ cồn. Đó không phải là dễ, nhưng mà mình phải biết cái ơn Chúa ban cho mình. Mình có thể làm cái gì nhờ ơn Chúa ban cho mình. Nếu mình không có ơn Chúa ban, bây giờ thì vợ chồng tôi có cái ơn là dạy. Bởi vì chúng tôi được trang bị lúc nhỏ là đi dạy học, thành ra Chúa dùng cái ơn đó để mà dạy. Thì dạy khích lệ chúng tôi vào trong trại giam dạy lời Chúa và khích lệ. Đó là mình phải biết. Và chúng tôi làm cái việc này được 19 năm. Và thì biết đó là cái sự tuyệt vời. Yeah.
Thì bây giờ trong nhóm này có bao nhiêu người tối nay xin được đặt tay cầu nguyện? Có mấy người? Còn một người già. Bây giờ phải từ đây tới đó cầu nguyện nha. Nếu chúng nói thôi con đừng thì nói thôi, đến xin chúc luôn. Và nói cho mình cứ thử, có gì đâu mình cứ thử. Nếu mà sai thì mình sửa lại, mình điều chỉnh lại. Đúng như mình chạy xe mình đâu có bao giờ là cầm gì, chỉ có xe tự lái thì nó chạy mình, nhưng mà nó cũng phải điều chỉnh cái tay lái. Dạ, thì đó mình phải lên cầu xin Chúa để xem biết có phải sự kêu gọi không. Nếu không được kêu gọi thì chắc chắn mình không quay lại được. Dạ. Trong quyển sách Con đường của tâm lập, The Way of the Heart, tác giả Norwin gợi rằng hiểu biết tâm lập và dâng tâm lập cho Chúa, hiểu biết tâm lập và dâng tâm lập cho Chúa là cốt lõi của sự thân thiết với Ngài và sự hữu hiệu trong một cuộc. Sự hiểu biết tâm lập và dâng tâm lập cho Chúa là cốt lõi của sự thân thiết với Chúa và sự hữu hiệu trong một cuộc. Quý vị có nhớ chưa? Tấm lòng là cái chỗ ngồi của sự cầu nguyện và năm nguyện dành cho một cuộc. Tấm lòng là cái chỗ ngồi của một cuộc, của cầu nguyện và năm nguyện dành cho một cuộc. Và bây giờ chúng ta đến cái sự cắt thắng trong gia đình. Chúng ta nói về sự cắt thắng của hội thánh. Bây giờ chúng ta nói về cắt thắng của gia đình. Ở trong mỗi hội thánh gồm có nhiều gia đình, mỗi gia đình giống như là một cái tế bào ở trong của hội thánh. Khi một tế bào đó bị bệnh thì nó lan qua những tế bào khác và ảnh hưởng tới những tế bào khác. Nhà bà chị em có đồng ý gì không? Thành ra khi mà có một cái tế bào nó bị bệnh, bị hư rồi phải chăm sóc. Trong Galati, Phaolô nói là hãy mang gánh nặng cho nhau, mình chia sẻ gánh nặng, gầy dựng anh em, khích để cho tế bào nó nên được tốt. Cách đây 3 năm hay là 4 năm, khi mà tôi đi xoay cái ruột già thì bác sĩ khám phá ra có một cái đén, có một cái vết mà cắt ra không được, mà lấy ra không được, thì họ mới lấy em đi gửi cái phòng thí nghiệm để xem cái đó có phải là ung thư hay không. Và kết quả mà nói là ung thư. Và bác sĩ nói ông chỉ có một cái lựa chọn, có thêm hai lựa chọn, hoặc là giải phẫu cắt cái chỗ đó, cắt ra khoảng chừng 10 phân ruột già quanh đi, cái chỗ mà có cái ung thư, hoặc là ông để đó thì năm tới nó sẽ phát lớn ra và ông sẽ gặp trở ngại. Thì đó là cái gì? Ở trong hội thánh, một cái gia đình có trở ngại, chúng ta cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc. Đó là sự kêu gọi của mục sư. Mục sư thấy làm cái đó được không? Mục sư thấy có sao làm được không? Dạ. Đó thì mình phải chăm sóc. Bởi vì có rất nhiều, có một số hội thánh, những gia đình có nhiều gia đình nó lủng củng như là hội thánh Corinto có sự phân rẽ. Rồi bây giờ sự cắt thắng, chúng ta nói đến sự cắt thắng của cá nhân. Mới đây là 15 phút rồi sẽ hội đấy, chắc tôi cần phải 30 phút nữa.
Dạ. Thôi thì bây giờ đi cho nên vì tôi thấy chắc là quý vị cũng buồn ngủ. Tôi sẽ có cái liều thuốc uống thích cái cà phê rất đậm. Bây giờ mình nhắc lại trường hợp Joseph, quý vị biết Joseph rồi. Joseph kính sợ Chúa, sống trong hiền diện của Chúa, và ông là người đắc thắng, một người đắc thắng, một người đẻ đắc thắng. Khi mà Joseph thay thế cho Môsê để đưa đoàn dân vào trong Canaan, thì Chúa không có đưa ra một cái chiến thuật, chiến lược, cái kế hoạch hành quân gì hết. Chúa nói với Giô-suê như thế nào? Quyển sách luật pháp này phải sao nghe bao nhiêu lâu rồi, chúng ta phải nói là bây giờ người đánh như thế này, người hành quân như thế này, dùng súng đạn như thế này. Rồi thì 12 tháng nữa trong danh số ký là Môi-se gửi 12 tháng tử vào thám thính cái Canaan và trở đi trở về, thì có mấy người nói là không, chúng tôi không có đi vô, chúng ta không thể nào đi vô đánh đó được, vì người dân ở đó đất đó rất tốt, nhưng mà họ là người khổng lồ. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép thì nếu chúng ta được ơn Chúa thì chúng ta có thể chiếm lấy cái vùng đất này. Bây giờ riêng của cá nhân mình thì Chúa Giê-xu cho mình cái bí quyết: chính ta là cây nho, các con là nhánh, người nào ở trong ta thì ta trong người ấy sẽ sinh nhiều quả, ngoài ra các con không làm gì. Đạo Phật Chúa thầy Thách còn nói về cái sự chuyên nghiệp. Kinh Thánh nói là Chúa ban ơn cho người chuyên nghiệp và chống tự kẻ kiêu ngạo. Khi mình kiêu ngạo thì Chúa chống tự mình, và khi mà Chúa chống tự mình thì từ thua đến lộ không thể đắc thắng được. Nhưng mà khi mình hào mình sứa thì Chúa ban ơn cho mình, đó là cái bí quyết để chiến thắng. Và trong Ê-phê-sô thì Phao-lô cũng dạy cho chúng ta để mà chiến thắng, đắc thắng trong cái chiến trận thuộc linh thì chúng ta phải cần trang bị cái gì? Toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Vậy thì đối với cá nhân, suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm, dân giữ điều răn mệnh lệnh của Chúa. Phục Truyền 28 á, nếu các ngươi dân giữ điều răn mệnh lệnh của ta thì các ngươi sẽ gì? Được phước khi đi ra, đi vào ở trong thành phố, ở ngoài, làm đầu thống, làm cuối, cho giai là công dân gì. Và nếu ngược lại thì ngược lại, không có phước. Vậy thì cái bí quyết là để đắc thắng là dân giữ điều răn mệnh lệnh của Chúa. Dallas Willard nhận diện ra 6 khía cạnh của bản chất con người: tư duy, cảm xúc, chọn lựa, thể xác, phạm vi xã hội và linh hồn. Đó là 6 khía cạnh của bản chất con người. Khi 6 chiều kích trên của đời sống hài hòa với ý định của Đức Chúa Trời thì tâm linh, tâm tính, hành động sẽ giống như đến Christ, nghĩa là chúng ta sẽ đắc thắng. Bây giờ thì hơn 3 giờ chắc là tôi quá overtime.
Thì bây giờ tôi đã hứa là tôi sẽ đãi quý vị cà phê. Bây giờ mình uống cà phê nha.